Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm làm xe điện 4 bánh, 3 bánh, xe điện xăng, xe điện. Kênh video hôm nay của chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn chọn bộ một cái bộ 4 bánh làm xe điện chở hàng trong các cái khu khuôn viên nhà xưởng. Bộ này thì nó cũng giống như những cái xe điện bình thường để chạy, các bạn có thể ứng dụng bộ này và làm xe điện chơi, chạy chơi cũng được, nó rất là phù hợp. Chỉ cần thay cái mẫu bánh nó to hơn một chút. Còn với cái đặc thù trong nhà xưởng thì nó phải làm bánh thấp thấp, chịu tải khỏe một chút và có độ bền cao. Thì cái bộ này thì cũng không khác gì những bộ kia. Bánh của nó có thể chịu tải là 400 cân một bánh, rất là thoải mái cho các bạn. Còn bộ điện này thì có thể về số là chịu được tới khoảng 700-800 kg, phù hợp đối với lại cái dòng việc chở hàng trong nhà xưởng với cái tải trọng là không ổn định thì có thể dùng số để thay đổi được kéo. Bộ này thì được trang bị 4 cái nhíp 5 lá. Tất cả các cái bộ phụ kiện nhíp, phụ kiện phanh chân, phanh tay, toàn bộ phụ kiện cầu là bên mình có hết nhé. Trong video này mình không bày ra bởi vì nó sẽ bị loãng video hoặc nó bị rối hình. Còn bộ này thì gần như coi như là hoàn chỉnh nhất trong các bộ xe điện. Bởi vì nó ngoài cái hệ thống công tắc ra thì còn kèm theo cả bộ dây điện và bộ hạ nguồn. Tất cả được kết nối đấu sẵn hết. Đèn pha, đèn xi nhan, đèn hậu có hết luôn. Tay đảo chiều, chân ga, chân phanh. Sau đây mình sẽ đi chi tiết từng một cái mục một cho các bạn xem. Đây là chi tiết một cái bộ trục cầu này. Trục cầu là trục cầu 92 số. Dây số được kết nối với bộ hộp số qua cái con ốc này. Trong một cái video giới thiệu về cái trục cầu thì mình đã hướng dẫn cách kết nối dây số với lại bộ cầu và cách cài đặt cho nó sang số cho nó phù hợp, thì các bạn có thể xem lại cái video trước. Phần phanh chân, bố trí các cái đũa phanh như thế nào các bạn cũng có thể xem lại một cái video về cách lắp đặt phanh chân. Chiều rộng cây cầu thì tùy khách hàng lựa chọn từ 50 cho đến 1m1 đều có hết. Đây là cái thông số bánh thì là bánh 400-8. Đây, đây là bánh 400-8. Còn tải trọng của một bánh thì là 400 kg một bánh. Đấy, đây, mắc loát 400 kg, rất là thoải mái để các bạn làm. Chân ga và tay đảo chiều. Chân ga cũng có 3-4 mẫu thì các bạn xem video trước, hoặc là tay đảo chiều cũng có 3 mẫu, các bạn xem lại cái video trước nữa. Bộ đèn thì tất cả đều sử dụng đèn LED hết, rất là đẹp. Đây là hạ nguồn. Hạ nguồn này là hạ nguồn 30A. Đấy, rất là to, to ngang cái điều khiển luôn. Nó phù hợp để dùng những cái hệ thống đèn đóm công suất lớn, chân ga, chân phanh. Đèn pha cũng thể sử dụng hệ thống đèn pha LED. Cầu trước. Riêng phần cầu trước thì mình luôn luôn nhắc khách hàng là cái phần ống lối này mình không làm sẵn. Khách hàng về nhà tự sử dụng những cái ống 60 cắt ra và hàn theo cái độ dài của cầu sau. Bởi vì là bên mình có quá nhiều kích thước khác nhau, từ 40 cho đến vì có quá nhiều kích thước cho nên là bên mình không có làm sẵn. Phần hệ thống lái thì đầy đủ cụm công tắc. Còn đây là sơ qua về cái bộ dây điện của nó. Đây, rất nhiều dây điện luôn. Đây là bộ cầu trì tổng này. Đấy. Và bộ dây điện của nó.
Tất cả những cái hạng mục này đều được đấu nối sẵn và gửi riêng vào một thùng riêng cho các bạn. Về nhà dễ làm. Chọn cái bộ phụ tùng như vậy có giá là 13.600.000 đồng. Giá thì đã bao gồm một cái sạc dành cho bình 30-40A và chưa bao gồm ắc quy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh của mình và nhấn vào cái biểu tượng hình quả chuông để nhận thông báo ngay khi có video mới ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ chia sẻ giúp kênh của mình lên Facebook, YouTube, Zalo. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.